Cái thời đại công nghệ 4 chấm thì các bạn để ý là bán hàng online qua mạng không? Nhưng mà hiện tại thì nó có một cái khúc mắc là rất nhiều thành phần là cứ lấy cọc rồi bắt đầu chặn người ta luôn. Không nhiều nha các bạn. 100, 200, 300 là bắt đầu chặn người ta rồi. Có nghĩa là không liên lạc được với khách hàng được nữa, không liên lạc được với người bán được nữa. Không ra những cái thành phần đó nó sẽ làm anh chị em mua hàng qua mạng rất là bức xúc và rất là đáng nghi ngờ, đúng thật là phải nghi ngờ, phải sợ chứ. Vì người bán người ta ở đầu thành phố Hồ Chí Minh, còn mình ở ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh thì không thể nào biết được người ta là ai hết, thì có thể sao mà có thể giao tiền cọc. À, và mình bán hàng cũng vậy. Một sản phẩm đi các bạn thấy đóng hàng rất là kỹ. Và trước khi đóng hàng dày thì cũng sẽ có khoảng tầm 15 đến 20 tấm hình, 15 đến 20 tấm hình nha các bạn. Mọi chi tiết ngóc ngách của chiếc xe. Một cái video dài khoảng 3 phút, 30 phút, có khi cả tiếng đồng hồ một chiếc xe. Để khách hàng nhìn được sản phẩm, đánh giá được chất lượng sản phẩm đang trong tình trạng như thế nào. À, lúc đó mới bắt đầu cọc. Cọc 20% sản phẩm đối với những anh chị em đi tỉnh và 10% sản phẩm đối với những anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh. Lý do cọc là sao? Có nhiều trường hợp là ra tới đó không nhận hàng. Cho quay đầu về và các bạn thấy một chiếc xe đạp đi không phải đơn giản được. Nó rất cồng kềnh chứ không phải giống như đôi dép cái điện thoại này như gọn. À, bắt buộc anh em thông cảm như mình phải cho mình cái cọc thì mình mới xác nhận đi. Và khi xác nhận tôi A, địa chỉ, số chứng minh, nhận của ông B số tiền bao nhiêu rất rõ ràng và cụ thể. Anh chị em chưa an tâm nữa thì có thể gọi trực tiếp Zalo. Thấy cửa hàng, thấy nhà cửa. Có nhiều anh chị người ta bắt phải chụp chứng minh nhân dân, mình cũng đâu có ngại tại vì mình là người thật việc thật, số chứng minh nhân dân. Coi sản phẩm. Lúc đó thì mới cọc. Và đây, lần nữa mình xin giới thiệu cho các bạn là bên mình là nhà cửa, hàng hóa, địa chỉ cụ thể hết. Không ảo, không bất cứ thứ gì hết. Và đây là ba khách hàng mua hàng xa của mình đây. Họ quan tâm sản phẩm trên kênh YouTube bên mình. Họ quan tâm sản phẩm trên YouTube ha. Rồi, một anh thì ở Vũng Tàu, Bà Rịa. Giống như mình nói, hình ảnh, video cụ thể hết. Cọc. Một anh ở Thanh Hóa và một anh ở Quảng Ninh. Các bạn thấy ba khách hàng này đều ở ngoài xa hết, nằm ngoài thành phố Hồ Chí Minh hết, nhưng họ vẫn tin tưởng đặt cọc để bên mình làm việc. Họ giao hết tất cả niềm tin vô cửa hàng. Anh cứ kiếm sản phẩm đúng như sản phẩm của anh báo là được. Và bên mình rõ ràng là khi quay chụp sản phẩm là rất rõ ràng, rất chi tiết, món nào đồ mới, món nào đồ dinh có báo cụ thể. Khi ra để đối chứng với sản phẩm, hình ảnh mất một món mình sẽ chịu trách nhiệm. Và đây, những hóa đơn bên mình đóng hàng đi cho khách hàng xa không? Mình bán hàng là chủ yếu bán hàng xa không các bạn. Chứ không có bán hàng thành phố Hồ Chí Minh thì cái lượng khách chỉ có khoảng 30 đến 40%. Còn những anh chị em ở ngoài cánh Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh thì rất là nhiều. Toàn đi hàng xa không. Và đây chứng minh nhân dân của mình cần thiết. Cần nữa thì các bạn cứ vô cái Zalo cái người bán á, các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản vô Zalo cái thằng bán nè, coi nó mua bán như thế nào, hàng hóa nó như thế nào, ngày giờ nó buôn bán, Facebook, fanpage, các bạn sẽ test được cái người bán rất rõ ràng. Và một lần nữa mình khẳng định một điều là nhà cửa cụ thể hàng hóa làm việc 5 đến 7 năm rồi, không phải mới bán. Anh em nhiều anh em nói câu rất là đau lòng. Ôi, tôi biết anh là ai mà anh kêu tôi cọc. Ừ, tôi không mua, cọc thì tôi không mua. Các bạn hiểu giùm người bán một xíu. Một sản phẩm đi đi và về nó mất khoảng tầm 8 ngày, có nhiều thời điểm điểm xa nó lên tới 10 ngày. Mà các bạn không cho cọc một cái có ra, các bạn không nhận hàng một cái là quay đầu về hàng hóa bể vỡ, tiền cước, tiền đóng gói, tiền nhân viên đủ thứ hết, các bạn thông cảm cho mình cái nha. Và đây lần nữa là mình xin giới thiệu lại những sản phẩm đi xa của mình đóng rất kỹ.
ra chỉ rọc giấy là sử dụng luôn. Còn trong quá trình vận chuyển bể gãy vấn đề gì đó, bên mình sẽ chịu với khách hàng hết, không có đổ lỗi cho bên thứ hai là bên bưu điện, sẽ hoàn toàn chịu trước cái đã rồi mình làm việc cái bưu điện sau. Rồi, cảm ơn các bạn, khách hàng, anh em gần cũng như xa đã quan tâm, tin tưởng, ủng hộ phía bên mình. Các bạn nhớ kỹ, uy tín nó sẽ dẫn các bạn đi tới thành công.